Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban liên lạc Hội đồng hương phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn tổ chức gặp mặt bà con xa quê lần đầu tiên. Đây là một trong 12 phường thuộc thị xã Điện Bàn, là địa phương về phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng, cửa ngõ của tỉnh Quảng Nam và có đông đảo đồng hương đang làm ăn sinh sống tại các tỉnh phía Nam. Điện Ngọc được biết đến là cái nôi cách mạng với chiến công từ một tiểu đội đặc công của quân giải phóng vào ngày 26 tháng 4 1962 và được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam khen tặng danh hiệu Bảy Dũng sĩ Điện Ngọc, được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1990. Trong thời bình, phát huy truyền thống lịch sử, tố chất của con người và vùng đất Điện Ngọc, nhiều người con xa quê làm ăn, chọn miền đất phía Nam là quê hương thứ hai để mưu cầu hạnh phúc, vươn lên thoát nghèo và hướng về quê hương. Phường Điện Ngọc là phường cuối cùng của thị xã Điện Bàn tổ chức hội đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo chúng tôi ghi nhận thì tất cả lãnh đạo và phường Điện Ngọc đã có mặt đến đây tham dự để cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần của bà con nhân dân phường Điện Ngọc nói chung và thị xã Điện Bàn nói riêng. Cái mong muốn của lãnh đạo cũng như bà con phường Điện Ngọc tại quê nhà cũng rất mong hội đồng hương Điện Ngọc tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam tiếp tục có sự gắn kết, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa cái vai trò kết nối và hỗ trợ bà con nhân dân ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam, đồng thời có nhiều hoạt động hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa và thiết thực hơn nữa hướng về quê hương Điện Ngọc trong thời gian đấy, đặc biệt là đối với công tác an sinh xã hội các trường hợp khó khăn trên địa bàn phường. Nhằm kết nối và sẻ chia việc quê hương, trước khi thành lập hội, nhiều mạnh thường quân, anh em đồng hương tự nguyện họp mặt và thực hiện nhiều phần việc như huy động nguồn lực tài chính từ câu lạc bộ doanh nhân Điện Bàn và cá nhân lắp đặt 22 máy lọc nước cho hộ gia đình khó khăn tại phường Điện Ngọc trị giá 132 triệu đồng, đóng góp cho phường Điện Ngọc 35 triệu đồng sửa chữa nhà cựu chiến binh khó khăn Huỳnh Đinh Nhẫn, sinh năm 1933, Huỳnh Thị Trà, sinh năm 1946 tại khối phố Tứ Cầu, hỗ trợ 50 hộ gia đình khó khăn tại phường nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 với số tiền 25 triệu đồng. Riêng cá nhân luật sư Trần Bá Học đã huy động tài chính từ thành viên câu lạc bộ doanh nhân và cá nhân hỗ trợ chương trình chuyến xe không đồng Tết Giáp Thìn năm 2024 với giá trị 25 triệu đồng, tham gia đóng góp và cùng đoàn quỹ quốc ngữ thị xã Điện Bàn đặt bia tưởng niệm tri ân giáo sĩ Francisco de Pina tại Bồ Đào Nha vào thời gian từ tháng 11 năm 2023. Bản thân thì tôi thấy rằng đây là một cái hoạt động rất tốt, nó gây nên cái tiếng vang rất lớn, tạo cái sự mối liên hệ giữa địa phương với lại lãnh đạo của trong này. Thì đấy là một cái mình cần phải duy trì được cái hoạt động này trong xuyên suốt trong tương lai. Thì để mục đích là mình xây dựng một khối đại đoàn kết của bà con xa quê với lại địa phương. Mục đích là để hỗ trợ giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Cũng như là sau đó thì nếu có cơ hội đầu tư về tỉnh nhà thì đó là một cái việc rất là tốt. Thì có về làm từ thiện nè, rồi có thỉnh thoảng có người xin xây cầu, như cầu, cái cầu ở trên bến đò sở rồi đó. Rồi nhưng mà làm nhiều nhưng mà quên hết chả nhớ vậy. Đồng hương của các xã phường trên địa bàn thành phố mình cũng như là ở các tỉnh phía Nam thì chúng tôi cũng rất là động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để ra mắt được cái hội đồng hương phường Điện Ngọc tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ những phần việc ý nghĩa trên, Ban liên lạc đồng hương Điện Ngọc ra đời sẽ là mái nhà chung kết nối mạnh hơn những phần việc từ người quảng xa quê nói chung. Buổi lễ được chính quyền và đoàn thể Điện Ngọc trao tặng 30 triệu đồng động viên công tác hội, nghe định hướng từ Chủ tịch Hội đồng hương thị xã Điện Bàn, trao giấy khen và khích lệ các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc, khích lệ các em sinh viên học tập tốt, trở thành người có ích cho xã hội. Tôi vào đây năm 1988, sự thật ra là tôi về hoàn cảnh ở quê hương khó khăn quá, sự thật tôi không có học. Tôi bỏ vào ở thành phố Hồ Chí Minh này giống như là một cái quê hương thứ hai và dùng đất hứa mà để tạo cho tôi được ngày hôm nay, đó là cũng cái niềm hạnh phúc của tôi.